Anh em nha, hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình mới về thêm một mẫu bình xăng mới, đó là bình xăng cay ga dẹp Kenhin, đích trong suốt, có bao bò dép tăng chỉnh. Đây là cái bình là làm hàng mẫu Kenhin một màu luôn nha anh em. Đây, logo Kenhin chữ nổi luôn nè. Đó. Bình xăng con này là bao bò dép tăng chỉnh nha, có nghĩa là cái bao bò dép này có thể mình chỉnh là thêm xăng ở ga cuối ít nhiều được luôn. Và tất cả những con ốc chỉnh găng tay là làm bằng nhôm CNC nha. Ốc căn ti nhôm CNC nè, kéo e cũng bằng CNC, rất là đẹp luôn. Bình xăng này thì thiết kế là dành cho xe 2 thì 4 thì đều được hết nha anh em. Bình xăng con bao, bình xăng con ga dẹp Kenhin 11, đích trong suốt, có bao bò dép tăng chỉnh. Giá thì shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 700.000 một bình, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Hàng cực đẹp luôn nè. Hồi lúc trước thì mình cũng có gắng bán cái bình mẫu này nhưng mà nó là không có mở cái logo nổi Kenhin nha. Còn bây giờ là mẫu này là hàng của logo nổi Kenhin 11 luôn nè. Rất là đẹp luôn. Đích xăng trong suốt. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 để sở hữu được cái bình xăng con ga dẹp Kenhin 11 đích trong suốt, bao bò dép có tăng chỉnh, giá là 700.000 bình, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em. Bên shop mình sẽ có giờ 2 size cho anh em là 28 và 30 nha.